Xin chào toàn thể các bác đang xem kênh Gia Huy Audio. Những ngày ở nhà cách ly, không được đi chơi, không đi ra ngoài, buồn quá các bác ạ. Thì hôm qua thì em bắt đầu rảnh rảnh mới tìm trong kho ra còn ít xốp, bỏ lên để trang trí lốt cái phòng audio này để thời gian tới em sẽ test cho khách. Các bác nhìn, em vẫn đang làm nhé. Đang làm mới được khoảng 60-70% thôi. Còn phần trần này nữa này. Trần này nữa nhưng mà đợt này không có hàng. Đây, chắc phải đợi thêm đợt tới này. Xong xuôi thì em sẽ quay một cái video hoàn thiện cho các bác. Đấy. Đây. Shop em vẫn đang làm giờ đây. Cái bức tường này trước em để làm ô thoáng, nhưng mà mai thì em sẽ bịt hết lại để em trang trí toàn bộ cái bức này cho nó đẹp. Để các bác nhìn này, xốp giả da 3D các bác nhá. Bên em vẫn tiếp tục cung cấp và thi công cái tấm xốp này, bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho bên em. Tuy nhiên là cái thời gian này thì bên em đang hết hàng nhá, chắc là phải đợi thêm đợt tới này thôi các bạn. Nhiều bác gọi quá nhưng mà hàng chưa về. Với đợt này đang nghỉ dịch nữa nên là bên em không 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 có thợ để đi thi công được. Đấy, hôm qua là ở nhà một mình tự mò mẫm rồi là trang trí. Đấy, xong được 1 2 3 bức với cả phần sàn. Đấy, toàn bộ thảm rồi là sàn trải đều là của bên em hết này. Vừa rồi là xuống dưới kho tìm nục còn một ít nên là trang trí lốt nó không đầy đủ, mỗi thứ còn một ít nên là em ghép vào. Với cả hôm nay bên em có về một cái bộ dàn này. Bộ dàn này rất là đẳng cấp luôn các bạn. Bác nào mà chơi âm thanh thì sẽ biết này. Xem cái cấu hình của loa. Đấy, em quay cấu hình của con loa này cho các bác xem này. Bác nào mà chơi âm thanh thì chắc là sẽ biết nhá. Loa hàng bãi xịn 100% luôn nhá. Đấy, bàn mixer này. PSX 1006. Đây. Cục đầy này. Đầy công suất này. Solar SPA 120. À, con này là 12D, 12D chứ. Với đây là mic BDS. Vừa về xong thì nữa em sẽ test nhá, ngồi ở nhà test hát hò mấy bài cho nó vui. Không có ở nhà chống dịch Covid này, không được ra ngoài đường rất là buồn. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu mà muốn được trang trí cái phòng audio, phòng hát gia đình hay là trang trí phòng khách gì đó thì vẫn có thể liên hệ cho bên em nhé. Thì qua cái đợt dịch này thì bên em có hàng về thì sẽ tiếp tục phục vụ cho các bác. Đấy, bây giờ thì em sẽ mở cái bộ dàn cái lên xong rồi sẽ hát mấy bài test giao lưu cho các bác nhé. Em cũng chia sẻ thêm một cái bộ dàn này thì anh chủ cũ trước anh mua là khoảng gần 70 triệu. Thử test cái bộ dàn gần 70 triệu xem là nó như thế nào nhé. Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất thung mà đời ngày đau mấy con đường đắp hồ xây đắp ta nuôi dòng đường ngọt để đàn
kẻ bồ la đây bao lắm đời đời tháng thơ lạnh buồn đã bàn đôi 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 những dòng suối nhỏ theo sông về đời biển bỏ đôi hoàn lại trong lắng trong mưa để người nhìn khổ như đất kia thật khô. Xưa mẹ gánh à ơi đứng con xin gánh lại
những lời mẹ ru, đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian lan. Để con gái mẹ đừng gan, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh nặng cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dặm những ngày đắng cay. Cả đời mẹ đã tỏ tận gánh vác cho con.